Merry Christmas! Tệ An xin được chúc cho tất cả những ai đang xem video này sẽ có một mùa Giáng sinh vô cùng an lành và hạnh phúc. Và bạn có còn tin vào ông già Noel không? Có còn tin vào những điều kỳ diệu không? Tệ An nhớ là hồi nhỏ Tệ An rất thích ông già Noel và nghĩ rằng ông già Noel sẽ trèo vào cửa nhà mình để cho mình một món quà ở trong một đôi tất nào đó. Nhưng mà đến lúc lớn thì biết rằng ông già Noel không có thật, cũng rất là buồn phiền. Nhưng mà càng lớn hơn thì Tuệ An càng tin vào những điều kỳ diệu sẽ luôn luôn xảy ra trong cuộc sống. Chỉ cần bạn tin vào nó thôi, bởi vì chính bạn đã là một điều kỳ diệu rồi. Và trong mùa Noel này thì đây là một cơ hội để chúng ta có thể trao tặng tình yêu thương và món quà đặc biệt cho những người xung quanh. Nếu như thông thường bạn có thể tìm kiếm một chú gấu bông, bạn cũng có thể tìm kiếm một cuốn sách thật hay, thật ý nghĩa về tình yêu thương hay lòng biết ơn. Đây đã là những điều tuyệt vời. Nhưng nếu như bạn đang muốn tìm kiếm một món quà đặc biệt thì Tệ An xin được bật mí cho bạn. Món quà tuyệt vời nhất, đặc biệt nhất mà chúng ta có thể dành tặng cho chính mình và cả đối phương nữa, đó chính là sự bình an đích thực đến từ bên trong. Và làm thế nào để có được sự bình an này? Bạn phải có một tâm hồn vững chãi, bạn phải học cách tha thứ, bạn phải học cách chữa lành những tổn thương ở bên trong, bạn phải học cách cho đi, bạn phải biết cách yêu thương và nâng đỡ cho những người khác. Và chắc chắn từ đó thì sự bình an sẽ gõ cửa tâm hồn của bạn. Chúc cho tất cả chúng ta luôn bình an và luôn trao tặng được bình an đến những người xung quanh. Hãy chúc cho những điều kỳ diệu sẽ xảy ra xung quanh chúng ta. Bạn hãy có niềm tin vào những điều kỳ diệu, những tầm nhìn để nhìn thấy những thứ thậm chí nó còn chưa có, thậm chí có thể một người nào đó không tin, nhưng chỉ cần chính bạn tin mà thôi. Và hãy để Giáng sinh năm nay sẽ là điểm khởi đầu cho mọi sự tốt đẹp trong cuộc đời của bạn. Xin chúc cho tất cả chúng ta luôn an lạc và hạnh phúc.